Chào mừng các bạn ghé thăm thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Thành phố Long Khánh là một trong hai thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai và là một địa phương nổi tiếng về cây ăn trái trên cả nước. Ngoài thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai còn có thêm thành phố Biên Hòa. Đó là một thành phố nổi tiếng về công nghiệp cùng 9 huyện khác. Như vậy, tỉnh Đồng Nai bao gồm 11 đơn vị cấp huyện trực thuộc, trong đó có hai thành phố là thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh. Các huyện Vĩnh Cửu, Nhân Trạch, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất, Xuân Lộc, Tân Phú và huyện Định Quán. Thể thao giải trí 247 xin mời các bạn xem một số hình ảnh ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Mời các bạn hãy nhấn đăng ký theo dõi kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn xem video vui vẻ.